Em chào cả nhà. Hôm nay em lên cho cả nhà là 4 cây Brass Profusion, 4 cây Brass. Một cây để coi, cây này là cây Nhật nè. Cây Nhật, cây này thì cũng nói cây Nhật nhưng mà mình không chắc, tại vì mình cũng không biết tên. Cây ba lưỡi, cây này là cây YoYo, là cây Mỹ. Và tiếp theo là cây này là cây Thái đang nụ. Cây Nhật, nói trước cây Nhật đi ha. Cây này là cây cây dạng giống như là mình thấy mấy cô gái Nhật mà có hai cái má đó, mấy cô gái mà ta gọi là cái gì ta, mấy cô gái Nhật mà hồi xưa á hay trang điểm là có hai cái má hồng hồng á, là cái cây này là nó giống y chang như vậy luôn đó. Mà tự nhiên cái em quên cái tên gọi của mấy cô gái đó rồi. Cây này tên là Katherine Chatham Suckers. Chậu này ba thân đang nụ. Hồi xưa cây này mắc lắm đó. Cây này 500.000 một lá. Cách đây 3-4 năm 500.000 một lá. Bây giờ em bán 100.000 một lá. Đã trồng sẵn và đang nụ, bao gồm ship. Vậy ở đây cái chậu này là ba thân đang nụ. 300.000 đã bao gồm phí ship. Giá thẻ bằng thang. Cái hoa này là mình rất là thích luôn á, nó tròn mà nó có cái chấm màu đỏ, cái lưỡi nó là cái lưỡi đỏ rất là đẹp luôn. Cả nhà tham khảo cái hình kế bên, mua về chơi. Trời, cái này mình thích lắm, lúc trước thích lắm luôn, và hiện tại vẫn còn thích, tại vì nó đẹp. Nó cũng xiên hoa nữa nè, hoa nè, giờ hoa nữa nè, khỏe là ra hoa. Cây cỡ này là cho hoa luôn và cho hoa thường xuyên. Mình hay thích gỡ mấy cái này nè, mấy cái lụa này nè, gỡ ra cho đẹp, cho nó sạch sẽ. Chậu này cây Nhật tên là Chatham Catering, giá là 300.000, nguyên chậu đang nụ, giá đã bao gồm phí ship. Cây này rất là đáng chơi. Nói chung á, cả nhà mà siêu tầm rất là không thể nào bỏ qua cây này. Nha. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Khỏe nữa, bởi vì cây Nhật mà, nó khỏe lắm. Thân lá nó khỏe lắm, ít bệnh nữa. Thân lá khỏe, ít bệnh. Rồi cây tiếp theo là cái cây này. Cây này em cũng đã giới thiệu mấy lần rồi. Hiện tại có cái chậu đang nụ, cây ba lưỡi có cái chậu đang nụ. Cây này thì dễ nhảy thành bụi lùm. Hiện tại là cây này là đó là gọi là cây cho hoa nè, sai hoa thì nó cho hoa liên tục. Cái loại này thì nó phải có bụi to cỡ này thì nó mới có hoa. Nên mà nó trồng bụi to cỡ này đi hai hướng luôn nè, đang nụ nè. Buổi tối hoa rất thơm nha, buổi tối hoa nó rất là thơm. Cây này thuần thang. Giá của cây này là 250.000 đã bao gồm phí ship. Cây này mình cũng thích nữa. Nói chung cây nào mình bán mình cũng thích. Không, nó cái này là nói thiệt, là những cái cây nào mình thích đó là mình nói thích, chứ không phải là do là cây nào mà mình bán á, là mình mới nói thích đâu. Cây này cũng rất là đáng để sưu tầm. Cây này mấy bạn cả nhà mà về mà vỗ thành chậu to là có thể ngắm hoa hoài luôn. Mình cũng có bụi to á. Hôm nay nó đang cho nụ nữa kìa. Bữa là đã ngắt rồi, bây giờ nó lại tiếp tục cho nụ nữa nè. Chưa nở. Chưa có nở. Mua cả nhà thích, cả nhà ủng hộ mình em nha. 250.000. 250.000 đã bao gồm phí ship cho chậu ba lưỡi này. Chậu đang nụ, thuần thang. Đi hai hướng, xin luôn nha, chưa khai thác gì hết. Em qua cây tiếp theo đó là cây YoYo. Cây là cây Mỹ, gọi là cây quốc dân của dòng Brass. Người nào chơi cũng phải có cái cây YoYo này. Cây này là cái cây hoa màu hồng, hoa màu hồng chùm. Nhiều nhà vườn hay để phải là nhiều giống như là các bạn mà sưu tập cái cây này hay để thành bụi lùm lắm. Tại vì sau khi mà bụi lùm thì nó cho hoa mà đi hai ba đầu nó cho quá trời nụ thì nó đầy cái chậu luôn. Cây này đẹp lắm, thơm nữa. Cây này là gọi là cây quốc dân, ai cũng biết đến cái cây YoYo này hết. Cái chậu rồi cái chậu này là chậu không hoa, hai thân một măng, zin chưa khai thác. Zin nó mình hay chữ nó, cái chữ zin là chưa ở khai thác mắt ngủ, là mắt ngủ còn đầy đủ hết, chưa có đụng chạm dao kéo. Giá thể bằng thang luôn. Hiện tại cây này là cây chưa có hoa, không phải là cây chưa có hoa mà là cây không hoa. Cây không hoa giá 200.000 đã bao gồm phí ship. Giá 200.000 đã bao gồm phí ship. Đậu YoYo. Cây tiếp theo đó là cây Profusion. Cây này là cây Thái. Tượng cái không? Giá thì hợp lý mà chơi hoa thì cực kỳ đã. Hoa nó không ngờ luôn, hoa nó là cực kỳ bền nha, nhắc lại là cực kỳ bền luôn. Cái chậu này là đang đi hai hướng, đang nụ. Giá 170.000 đã bao gồm phí ship. Cây này gọi là cực kỳ bền mà khỏe, xiên hoa. Hoa cũng to đó, hoa to nữa, màu sắc thì rất là bắt mắt. Các bạn cả nhà có thể tham khảo hình kế bên đó. Màu sắc thì rất là bắt mắt. Đang nụ nè, chậu này đang nụ, giá thể than, rễ thì bao la. Rễ bao la. Cây này nó khỏe lắm luôn. Cây này cực kỳ khỏe, cực kỳ bền, hoa bền lắm. Lúc trước là mình nhớ là lâu lắm luôn, chắc cả tháng. Tại vì nhiều cây quá nên là em cũng không có để ý đâu. Em có để ý đâu, chỉ có những cái vài cây mà em thấy thích đó là em để ý thôi. Cây này em bán với giá là 170.000 đã bao gồm phí ship. 170.000 đã bao gồm phí ship. Và em nhắc lại ha, 4 cây hôm nay em bán hôm nay đều là 4 cây không có hoa, cho nên nó cũng hơi khó cho cả nhà ha. Nhưng mà cũng khó gì, mình để em để cái hình kế bên mà. Cây này là cây nhà Chapman Katherine Sucker đang nụ. Giá ba thân của giá chậu ba thân đang nụ là 300.000 đã bao gồm phí ship. Cây này là cây ba lưỡi. Cây ba lưỡi này giá 250.000 đã bao gồm phí ship, đang nụ luôn, đi hai hướng, tất cả đều zin chưa khai thác. Đây là cây YoYo. Chậu hai thân một măng. Chậu hai thân một măng giá 200.000 đã bao gồm phí ship. Cây này là cây Profusion. Profusion đang nụ giá 170.000 đã bao gồm phí ship, đi hai hướng. Tất cả 4 cây này của em đều là giá thể than, hàng tách chiết hết nha. Hàng tách chiết, bên em ít trồng hàng mua lên lắm. Cả nhà có thể add Zalo của em, số điện thoại của em là 0903 7048, hoặc là add Facebook của em là Tuyến Vi đi không dấu giùm em. Chữ Tuyến Vi không dấu à. Tuyến cách gái Vi không dấu. Facebook của em là Tuyến Vi, Zalo là 0903 7048. Cả nhà thích cây nào thì add Zalo em em trả lời liền. Hoặc là comment trên YouTube, em sẽ tự add Zalo. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bye bye. ngày mai em lên tiếp. Bye bye cả nhà.